Chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh Tiếng Việt chính thức của Psych2Go, chuyên kênh thông tin về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Chúng ta đều biết rằng không ai là hoàn hảo, và tất cả mọi người đều có những bí mật, mảng tối ẩn sâu trong tâm hồn muốn giấu kín. Ai cũng đã từng làm những việc khiến bản thân hối tiếc hoặc xấu hổ khi nhớ lại, và bên trong mỗi người đều có những cuộc chiến nội tâm. Nhưng nếu bạn từng phải đối mặt với cùng một cuộc chiến nội tâm hết lần này đến lần khác, hoặc nếu bạn cảm nhận bên trong nặng trĩu mà bạn không thể rũ bỏ gánh nặng đó, thì có lẽ đó là bởi vì bạn đang phải vật lộn đối mặt với những con quỷ nội tâm bên trong. Chiến thắng con quỷ bên trong đòi hỏi rất nhiều can đảm, sự tự nhận thức và nỗ lực của bản thân. Bạn có thể bắt đầu bằng cách xác định rõ con quỷ đang khống chế bên trong mình là loại nào. Hãy cùng chúng mình làm bài trắc nghiệm nhỏ sau đây nhé. Bạn hãy chọn một trong các phương án A, B, C, D hay E, và nhớ lưu lại phương án mình đã chọn. Xin lưu ý, nội dung trong video chỉ nhằm mục đích giải trí bạn nhé. Ok, cùng bắt đầu nào. Số 1, điểm yếu nào đang dễ làm bạn chuồn bước nhất? A, sự sợ hãi cố hữu của tôi làm cho tôi không thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. B, sự tập trung quá mức vào quá khứ làm cho tôi không thể tập trung sống trong hiện tại. C, sự thiếu tự tin vào bản thân và khả năng của tôi đã khiến tôi bỏ lỡ nhiều cơ hội tuyệt vời. D, sự giận dữ và hận thù bên trong tôi đã làm hỏng nhiều mối quan hệ của tôi. Hay E, tính cầu toàn và bệnh thành tích quá mức làm cho tôi khó cảm nhận được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Số 2, tôi cảm thấy khó tiếp tục khi A, suy nghĩ về ký ức đau thương trong quá khứ lại trồi lên ám ảnh. B, tôi làm sai điều gì đó hoặc phạm một sai lầm. C, tôi không dễ dàng chấp nhận sự kết thúc. D, người tôi tin tưởng lại làm tổn thương tôi ngay cả khi họ không cố ý. Hay là E, ai đó nói xấu sau lưng tôi. Số 3, khi tôi làm việc nhóm, tôi thường là người A, người muốn lên kế hoạch và lập chiến lược nhất, dự trù mọi khả năng có thể xảy ra. B, người chỉ đợi được chỉ dẫn làm gì, quá sợ hãi để xung phong đi đầu vì tôi sợ có thể làm sai, hỏng việc. C, người luôn hỏi ý kiến nhận xét và giải thích rõ ràng từ đồng đội để đảm bảo rằng tôi đang làm đúng hướng. D, người làm hết mọi thứ một mình vì tôi không đủ tin tưởng đồng đội của tôi. Hay E, người dẫn dắt hoặc là người đầu tiên đưa ra ý kiến về một điều gì đó. Số 4, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, tôi gặp khó khăn để A, suy nghĩ và phản ứng linh hoạt vì tôi luôn cảm thấy tốt hơn khi tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị cho mọi tình huống. B, tự khẳng định bản thân và sẵn sàng lãnh đạo vì tôi không muốn người khác nghĩ rằng tôi quá ngạo mạn, cậy quyền hoặc đặt dấu hỏi về khả năng của mình. C, tin tưởng vào lựa chọn của chính mình vì tôi không muốn mắc sai lầm. D, tin tưởng vào người khác vì tôi cảm thấy rất thất vọng khi người khác mắc sai lầm. Hay E, chấp nhận ý kiến trái ngược với tôi vì tôi không muốn có cảm giác như mình đang sai. Số 5, bạn sợ nhất điều gì? A, rằng sẽ xảy ra sai sót và tôi không thể kiểm soát hoặc sửa chữa lỗi sai được nữa. B, rằng tôi sẽ sống với nhiều nỗi tiếc trong cuộc đời. C, rằng ngay cả khi tôi cố gắng hết mình, tôi vẫn sẽ thất bại và kết thúc bằng sự nhục nhã. D, sợ bị tổn thương bởi những người tôi cho rằng quan trọng nhất nhưng lại phát hiện ra rằng họ chưa từng thấy tôi quan trọng như vậy. Hay E, rằng tôi sẽ không đạt được điều gì đó và mất đi sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Số 6, lý do mà mọi người hay nổi giận với tôi là A, tôi làm họ cụt hứng vì tôi lo lắng quá mức và quá căng thẳng. B, tôi nhầm tưởng rằng họ tức giận với tôi và suy diễn quá mức mọi điều họ nghĩ và làm. C, tôi tự dìm bản thân và từ chối nhiều cơ hội bởi tôi quá sợ hãi. D, tôi không thể buông bỏ và tiếp tục vì tôi luôn giữ hận thù trong lòng. Hay E, tôi cảm thấy mình luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết và chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình mà thôi. Số 7, điều quan trọng nhất đối với bạn là gì? A, có cảm nhận rõ ràng về sự an toàn, ổn định và kiểm soát được mọi việc trong cuộc sống của mình. B, làm hài lòng mọi người và đáp ứng tất cả mong đợi của họ. C,
thành công trong mọi thứ mà tôi hướng tới và đạt được tất cả mục tiêu của mình. D. Được đối xử với sự tin tưởng, tôn trọng và tinh tế. Hay E. Được công nhận về giá trị của mình và đạt được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ người khác. Số 8. Ưu điểm lớn nhất của bạn là gì? A. Tôi là người suy nghĩ sâu sắc và luôn giỏi tính toán chuẩn bị trước cho mọi việc. B. Tôi rất dễ tính và luôn sẵn lòng đặt lợi ích của người khác lên trên hết. C. Tôi khiêm tốn, chăm chỉ và độc lập mạnh mẽ. D. Tôi đam mê và quyết liệt. Hay E. Tôi rất quyết tâm và không bao giờ sợ nói lên ý kiến của mình. Và số 9. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nếu tôi. A. Có thể ngừng lo lắng về mọi thứ và chỉ đơn giản là tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. B. Có thể ngừng sống trong quá khứ và nghi ngờ mọi thứ tôi làm. C. Tôi có thêm sự tự tin để theo đuổi những gì tôi thực sự mong muốn trong cuộc sống. D. Nếu tôi có thể học cách tin tưởng và tha thứ cho mọi người dễ dàng hơn. Hay E. Nếu tôi có thể dễ dàng chấp nhận thất bại hơn và ngừng đối xử quá khắt khe với chính mình. Ok, giờ cùng nhau tổng kết nhé. Bạn hãy đếm xem bạn lựa chọn phương án nào nhiều nhất nhé. Nếu A xuất hiện nhiều nhất, con quỷ bên trong bạn là lo âu. Nó giống như một gánh nặng thường trực trên đôi vai bạn, kéo bạn xuống và khiến bạn lo lắng về những điều mà bạn không kiểm soát được hoặc thậm chí có thể không bao giờ xảy ra. Luôn bồn chồn và cảm thấy quá tải. Sống trong nỗi lo âu thường trực khiến tâm trí trong mớ hỗn độn. Bạn trở nên khó tập trung, khó thư giãn và cân bằng tinh thần. Đặc biệt khổ sở là con quỷ còn liên tục thì thầm vào tai bạn những điều tiêu cực suốt một thời gian dài. Nếu bạn chọn B nhiều nhất, con quỷ bên trong bạn là cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi có thể quật ngã bạn vì nó sẽ lừa dối bạn suốt thời gian rằng bạn đã làm điều gì đó sai trái. Mỗi bước bạn tiến lên sẽ cảm thấy đều là sai lầm và bạn sẽ mắc kẹt với suy nghĩ về bản thân mình suốt thời gian dài. Người bị ám ảnh tội lỗi thường là người hay nói lời xin lỗi, lo lắng, tự phê bình gay gắt và dễ xấu hổ. Họ khó mà thoát ra khỏi những ám ảnh từ sai lầm trong quá khứ và thường tự trừng phạt mình kể cả với lỗi rất nhỏ. Nếu câu trả lời của bạn chủ yếu là C, thì con quỷ bên trong bạn là sự nghi ngờ bản thân. Có lẽ đây là con quỷ dễ xuất hiện trong nhiều người nhất. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng từng phải đối mặt với nó tại một số thời điểm trong cuộc sống của mình. Nghi hoặc về bản thân gây hại cho mọi khía cạnh trong đời sống xã hội, cá nhân và đặc biệt trong học tập, làm việc. Và điều tồi tệ nhất là con quỷ nội tâm loại này thường cố gắng thuyết phục bạn rằng tất cả đều vì lợi ích của chính bạn, rằng bạn cần phải đối xử với bản thân mình nghiêm khắc và phê phán quá mức cũng chỉ để bạn trở nên tốt hơn. Xin đừng nghe những lời dối trá đó, hãy đối xử với bản thân bạn với sự khoan dung và yêu thương hơn. Cách này có thể khiến bạn phát triển hơn bất cứ lời nhận xét chỉ trích khắc nghiệt nào. Nếu D xuất hiện nhiều nhất, con quỷ bên trong bạn là sự tức giận. Tất cả mọi người đôi khi đều cảm thấy tức giận, và đó không phải là một điều tồi tệ. Tuy nhiên, nếu sự tức giận trở thành một con quỷ nội tâm luôn ám ảnh, thì nó sẽ gây nhiều hậu quả tiêu cực trong cuộc sống và trong mối quan hệ của bạn. Nếu không kiểm soát và trở nên không thể kiểm soát, sự tức giận đó có thể khiến chúng ta trở nên mù quáng và để chúng ta chống đối ngay với người thân và bạn bè thân thiết nhất của mình. Đó là lý do tại sao việc chúng ta học được cách kiểm soát sự tức giận của mình thay vì để nó kiểm soát chúng ta là việc vô cùng quan trọng. Nếu bạn chọn nhiều E nhất, con quỷ nội tâm của bạn là lòng tự ái. Những người có con quỷ nội tâm này thường là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo và luôn cố gắng làm hơn nữa để trở nên tốt nhất mà họ có thể. Họ có thể quá cạnh tranh và đôi khi ghen tị với thành công của người khác. Nhưng điều này chỉ là vì con quỷ bên trong luôn thầm thì nói với họ rằng họ phải chứng minh giá trị của mình với mọi người. Và mặc dù họ có thể khiến người khác thấy họ hơi mạnh mẽ, luôn tỏ ra mình quan trọng, nhưng sâu thẳm bên trong thì họ thực sự chỉ muốn được trân trọng mà thôi. Họ muốn được trân trọng không phải vì những gì họ đã làm hoặc đã đạt được, mà là vì họ là ai như một con người bình thường. Vậy bạn có thấy kết quả của mình hợp lý không? Bạn có học được điều gì mới về bản thân sau khi làm bài trắc nghiệm này không? Bất cứ kết quả nào bạn nhận được, quan trọng nhất là bạn nhận ra những tổn thương thiệt hại mà con quỷ nội tâm tạo ra khi chúng ta lắng nghe và đồng ý làm theo những yêu cầu của chúng. Nhận biết được con quỷ là bước đầu tiên quan trọng
để chiến thắng nó và sống một cuộc đời tốt đẹp, hạnh phúc, chân thật hơn. Video này có mang lại điều gì thú vị mới mẻ cho bạn không? Hãy bình luận cho chúng mình biết nhé! Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó với những người đang cần nội dung này. Đừng quên đăng ký kênh để nhận nhiều video về tâm lý và sức khỏe tinh thần hơn nữa. Chúc bạn một ngày vui tốt lành. Hẹn gặp bạn trong các video sau.